Tình mình giờ là mơ, cuộc tình mình giờ là thơ. Ôi trái tim anh vẫn mong chờ, một lòng trọn đời thề nhớ, một lòng trọn đời thề yêu hứa. Trái tim anh sẽ chung tình, và rồi tình này sẽ mãi đem thật nhiều là hạnh phúc đến với em hỡi người. Hãy nở một nụ cười nhé, chấp nhận một lời cầu hôn cho trọn đời mình luôn có nhau. Anh hứa sẽ mãi yêu em trọn đời, người yêu ơi. Anh hứa sẽ mãi cho em thật nhiều nhiều niềm. Sẽ mãi yêu anh trọn đời, người yêu ơi. Dẫu có sóng gió nhưng em một lòng nguyện yêu anh. Cho dù mưa giông, cho dù bão tố phong ba, và em sẽ luôn nắm chặt tay anh đi hết quãng đời này. Người yêu ơi, hãy tin anh, tin nhất mãi. Cuộc tình mình giờ là mơ, cuộc tình mình giờ là thơ. Ôi trái tim anh vẫn mong chờ, một lòng trọn đời thề nhớ, một lòng trọn đời thề yêu hứa. Trái tim anh sẽ chung tình, và rồi tình này sẽ mãi đem thật nhiều là hạnh phúc đến với em hỡi người. Hãy nở một nụ cười nhé, chấp nhận một lời cầu hôn cho trọn đời mình luôn có nhau.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiểu hoa có đôi phù rể. Còn trong đời bạn bè dám tên, và ngoài ra đã xa biển rồi đâu. Xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đứa bên vùng suối. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hồng tô thắm sắc già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dân muôn ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ chết, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, không gian rồi vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sắc già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Bà con bác dân tộc và đàn gái, hôm nay ngày lễ đính hôn cho hai cháu, họ đàn trai đến xin phép vào.
hôm nay ngày 19 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi, ngày tháng tốt, hai họ có làm lễ đính hôn cho cháu. Họ đàn trai đến đình để vật sau đây. Để vật gồm có 8 mâm và 1 con heo quay. 8 mâm gồm có mâm cà rượu, 3 mâm bánh và 4 mâm trái cây. Trước để cúng cô quyền thất tổ, điều đó để chứng tỏ người sống tôn kính người quá cố, đồng thời nó còn làm cho buổi lễ tăng thêm phần long trọng. Kính thưa những người thân, hôm nay ngày 9 tháng 8 âm lịch, ngày tháng tốt, hai họ có làm lễ đính hôn cho cháu. Họ đều trai đến để nhập vào đây, để nhập gồm có 8 âm và 1 cái tham quay. 8 âm gồm có 1 âm cà rượu, 3 âm bánh, 4 âm trái cây. Trước thì phóng phú quyền thất tổ, sau hai họ cùng chung vui một niềm rượu. Đừng bền lâu, duyên là duyên son sắc, cho tình ta sẽ kết duyên mặn nồng. Dây là dây tơ hồng, duyên vợ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô dâu hiền, anh sẽ là chàng rể miền Tây. Duyên khắc chặt tình nhau, thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, cho dù neo đời con xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường trong tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Nhưng mong được làm rể nhà quê, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trâu cao, thương mối tình đậm sâu đôi ta. Hai họ đàn trai và đàn gái để trang điểm cô dâu tăng thêm phần xinh đẹp. Bên xuân trai có cho cô dâu những món đồ sau đây: tổ bông hộp tròn, một xe ghi kiền 6 chỉ và 24, một cọc lát 4 chỉ và 24, đồng thời để chứng tỏ tình yêu thương nồng nàn của hai cháu. Đồng thời bên số trai có cho hai cháu một cặp nhẫn mỗi chiếc, một chỉ vàng 24. Rồi cái phần lễ là trang sức thì trước hết là kính mời chủ hôn nhà gái bước vào và chú rể bước vào để dẫn cô dâu ra trước điện tiền của hai họ. Ôi giấc mộng của ta đã thành, bao năm đi tìm giờ đây mới gặp được em. Ôi người yêu ơi, em sẽ là vợ nghiên, sẽ vui cùng ta cười còn thương.
hai bờ sông có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề dài nhau trăng lên bờ ao, thề ước bia trăm năm đội trao. Câu chuyện trầu cao trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, tình là tình đẹp mối duyên về. Tiệc cưới du quy thuyền kết hoa, tràng pháo đưa em về một nhà, cùng niềm tin tương lai đời ta trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà không hề lìa xa. Bây giờ như thế này, đáng lẽ ra là làm cái lễ đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ hai bên thì mình mới trình lễ cưới vậy thôi. Bây giờ trình trước thì trình trước thì kính thông báo cho chủ hôn nhà gái cũng như là ông bà cô bác thân bằng quyến thuộc của là họ nhà gái được biết là họ nhà trai trình là ngày cưới của là Hiếu Thanh và Minh Tuấn nhằm ngày là 29 tháng 9 âm lịch năm 2019. Đó, thì kính trình hai họ biết trước như vậy. Sau đây thì kính nhường lại lại là cho chủ. Cô bác anh chị thân mến, cuộc đời con người Việt Nam chúng ta lớn lên và dựng vợ gả chồng đến ngày hôm nay, được công ơn cha mẹ dưỡng nuôi 9 tháng cung mang đến giờ này, hai cháu đã thành gia lập thất. Vậy kính mời chủ hôn nhà trai cũng như chủ hôn nhà gái ăn miếng trầu uống miếng rượu để cho hai con đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục cho trời biển đó. Thank you.
trầu miếng cau. Ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. À, trước khi mẹ chồng và mẹ vợ tâm đi, chúng tôi cũng đại diện cho chủ hôn nhà gái thì cũng nêu lên trong cái lễ kết hôn của hai cháu hôm nay, đặc biệt là mẹ ruột cũng như là mẹ vợ tặng cho cô dâu là 2 cây vàng 24 carat và đồng thời số tiền nạp tiền của đàn trai cho lại cho các con để làm dấu sau này. Chúng tôi đề nghị bác như bác như chúc trước lời hai con để cho chữ duyên này 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 miếng trầu miếng cùng đi hai bạn luôn. Chú rể Minh Tuấn ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép Phương Quyên xin thay mặt ban tổ chức buổi tiệc và gia đình chủ hôn gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Chân thành cảm ơn toàn thể vị quan khách đã đến chung vui trong buổi tiệc ngày hôm nay cùng với gia đình chủ hôn. Và bây giờ Phương Quyên kính mời toàn thể vị hãy cùng ổn định vị trí của mình để đến với nghi thức lễ đính hôn của cô dâu Huế Thanh Xuân Duyên cùng chú rể Minh Tuấn trên sân khấu của buổi tiệc ngay sau đây. Kính thưa quan viên hay họ cùng toàn thể vị quan khách, tình yêu chính là thứ tình cảm thiêng liêng gắn bó mà tạo hóa đã dành ban tặng cho tất cả chúng ta. Vẫn có câu yêu nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Và hôn nhân chính là bến bờ hạnh phúc đỉnh cao của tình yêu, hòa quyện lại cuộc sống của hai con người xa lạ, nhưng hai trái tim họ lại có cùng chung một nhịp đập. Và ngày hôm nay 7 tháng 9 năm 2019 cũng chính là ngày lành tháng tốt và được sự nhất trí của hai bên gia đình chủ hôn, họ nhà trai, họ nhà gái tổ chức ngày lễ đính hôn cho cô dâu Huế Thanh Sánh Duyên cùng chú rể Minh Tuấn. Để ngày 29 tháng 9 năm 2019
khi cô dâu và chú rể chúng ta sẽ chính thức kết tóc xe duyên thành vợ chồng, nguyện gắn kết cuộc đời của mình với nhau để chung đôi xây đắp một mái ấm cho mai sau. Vâng, và ngay sau đây, Phương Quyên trân trọng giới thiệu đến Quang Biên Hài Hò cùng toàn thể quý vị quan khách hai nhân vật chính của buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Tân làng Minh Tuấn sánh duyên cùng Tân Nhân Nhân Huế Thanh, tay trong tay tiến lên lễ nhạc. Còn tay trong tay gây mưa tâm điều đông, khi trong lòng của con tuyệt vời, cũng ngày tình đề chung đông. Tình anh đôi nhân đã cưới nhau, dây chầu quản lý tăng cao. Chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Vâng, đôi nương đẹp nhất của chúng ta đã có mặt trên lễ đài hạnh phúc. Kính thưa toàn thể vị, và để ngày lễ đính hôn ngày hôm nay của cô dâu Huế Thanh và chú rể Minh Tuấn được diễn ra, và trong giây phút thiêng liêng trọng đại này của đôi nương, thì Phương Quyên xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của hai bên gia đình chủ hôn. Trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía họ nhà gái là ông Lê Văn Tống và bà Đặng Thị Kiều Thu ngồi tại Long Mỹ, Mang Thích. Một tròn vỗ tay tận nồng nhiệt chào đón chú hôn họ nhà gái. Về phía họ nhà trai là ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đào Thị Bạch Tuyết ngồi tại Bình Đại, Bến Tre. Vâng, xin kính mời ông bà hãy cùng tiến lên sân khấu. Một tròn vỗ tay tận nồng nhiệt chào đón chú hôn họ nhà trai quý vị. Tất cả những nhân vật quan trọng của nghi thức lễ đính hôn đã có mặt trên sân khấu. Phương Quyên xin trân trọng kính mời quý ông bà, hai bên gia đình chủ hôn cũng như cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau chào ra mắt đến toàn thể quý vị quan khách. Lễ cúi chào trân trọng xin phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quan viên hài họ cùng toàn thể quý vị quan khách, có câu đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính không cha. Để có được ngày vui trọng đại hôm nay đối với cô dâu Huế Thanh và chú rể Minh Tuấn thì công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là vô bờ bến. Và trong ngày vui trọng đại nhất cuộc đời thì cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng kính dâng lên đấng sanh thành của mình những chung sự hiếu sự thảo để bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc. Vâng, mời tân lang tân nhân nhân sau đây thực hiện nghi thức dâng rượu cho đấng sanh thành hai bên. Và ly rượu hiếu kính thứ nhất, mời cô dâu chú rể chúng ta dâng rượu cho cha mẹ vợ. Uống nước nhớ với ly rượu hiếu kính thứ hai, mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau dâng rượu cho cha mẹ bên chồng. Vâng, kể từ nay hai gia đình chủ hôn của chúng ta đã chính thức kết tình thông gia, và xin chúc cho tình thông gia hai bên gia đình ngày càng gắn bó và bền chặt. Chúc mừng hai gia đình từ nay đã có được dâu hiền dễ thảo. Và bây giờ Phương Quyên kính mời hai bên gia đình thông gia chúng ta hãy cùng tiến đến và nâng cạn ly những chung rượu mà dâu hiền dễ thảo vừa kính dâng lên. Vâng, mời hai ông xuôi, hai bà xuôi cùng tiến đến nâng cạn ly và xin vị dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chúc mừng cho gia đình chú hôn. Ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly. Để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lọc. Xin kính thưa toàn thể vị, vừa rồi là nghi thức ra mắt quan viên hai họ và dâng rượu tri ân đối với đấng sanh thành của cô dâu Huế Thanh và chú rể Minh Tuấn. Trân trọng cảm ơn quý ông bà gia đình chủ hôn, và mời quý ông bà hãy trở về hàng ghế dinh dự phía bên dưới để cùng tiếp tục tiếp đãi vị khách quý. Mời cô dâu và chú rể chúng ta nắng lại sân khấu với những nghi thức lễ cưới tiếp theo.
Kính thưa toàn thể vị, và trên sân khấu của chúng ta bây giờ sẽ là những khoảnh khắc thân hoan hạnh phúc dành riêng để tôn vinh và chúc mừng cho tình yêu của cô dâu Huế Thanh và chú rể Minh Tuấn, cũng như để đôi nhân có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày vui trọng đại của cuộc đời. Và không để vị chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây Phương Quyên xin trân trọng mời đôi nhân đẹp nhất của lễ ngày hôm nay sẽ cùng khơi nguồn yêu thương cho buổi tiệc đến toàn thể quý vị quan khách. Say làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Bên gái kém gì đâu, ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tam, tôi tính năm mà này đó cưới luôn cho thằng à sáu, anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Trăm năm duyên
nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai, tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời, cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới, sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nhau chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên dai ngấu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, gặp tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi, gặp trọng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho buồn tròn nhà anh môi giới môi mai đưa tình. Thế nào? Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giờ tên ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu làm lớp cưới cuối năm thêm người. Chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nhau chẳng dám mức cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên dai ngấu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho buồn tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa tình. Nào? Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ mà chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tình ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Cùng nhau sành bước chung đường, nhà thì cùng đến rồi thôi, xin chào anh, mai gặp nhau anh nhé.
tinh xảo. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện trò. Mẹ nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung ngờ. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Tìm đường biết thôi. Biết chị nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Không chắc. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đò. Hẹn ngày mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao? Ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hơi người ơi sao không cùng nhau sánh bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh, mai gặp nhau anh nhé. 1, 2, 3, vô. Để giúp cho chương trình văn nghệ của nhà phẩm được nghe tên. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai ngại chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh em ai sẽ đánh thức em dậy. Có bao mừng I'm
Thank you.
say cuồng, say đắm cho nhau. Nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Cầm tay bước đi, tiếng yêu cầu
suốt cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa.